sát nhân, thì ra đúng là các ngươi. Ba ba, mama cứu con. Tám tuốt. Chúng ta đã đến đây rồi, các ngươi đừng hòng tác quái nữa. Ủa, có tới hai tiến sĩ nô. Này thả ra. Ngươi vẫn chưa kiểm soát được con tàu này sao? Ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Ta muốn tấn công những khoang của con người. Đừng có giục ta. Hệ thống này phức tạp lắm. Ta đang xâm nhập dần dần đây rồi, mà tự dưng lại làm lộ thân phận ta sớm thế. Nhỡ mà nó không chịu hợp tác nữa thì sao hả? Cái con gì thế này? Nghe con bé kia bảo là robot quản gia của đoàn tàu gì đấy. Nãy giờ ta đang dùng nó để xâm nhập vào hệ thống. Ngươi đã biết ta không phải lão nô thật sự rồi mà vẫn đang giúp ta sao? Đúng là máy móc, trình độ chỉ đến thế thôi. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp, phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp, phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Cái gì vậy? Sao giờ lại báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp, phát hiện ác nhân xâm nhập đoàn tàu. Đám ác nhân thì ra đúng là các ngươi. Ba ba, mama cứu con. Tám tuốt. Chúng ta đã đến đây rồi, các ngươi đừng hòng tác quái nữa. Ủa, có tới hai tiến sĩ nô. Các ngươi, làm sao mà các ngươi đột nhập lên tàu này được? Phải cảm ơn là trong ta và ngươi cũng giống nhau. Ta chỉ cần cải trang một chút, sau đó hắt vào hệ thống nhận diện là có thể lên tàu ở ga vừa rồi. An ninh của các ngươi kém quá đấy. À không, phải là do ta quá tài năng mới đúng. Đúng là như vậy. Các ngươi khôn hồn thì đứng yên đó, nếu manh động thì đừng trách ta ra tay với con nhóc này. Mau thả tám tuốt ra rồi đo sức với ta nè. Tụi mày, sao ngươi không kích hoạt hệ thống an ninh? Sao ngươi lại ở bên chỗ đám ác nhân? Anh bạn nhỏ này tưởng ta là ngươi nên nãy giờ đang giúp ta hack vào hệ thống điều khiển đấy. Bình tĩnh nào, chỉ còn chút nữa là xong. Các ngươi cứ đứng yên đấy mà chiêm ngưỡng. Không thể tin được, ta mất gần hết quyền kiểm soát rồi. Sao nãy giờ không được báo động gì cả thế này? Nhưng không sao, với những phần còn lại này thì vẫn có cách. Đám máy móc ngu ngốc, ta đã bảo là xâm nhập nhanh lên rồi mà không chịu nghe. Được, gia đình nông dân siêu phàm, có giỏi thì xông vào. Bước qua sát tụi ta trước đã, cho các người biết giờ ta là vô địch rồi. Chấp chấp, đem tám tuốt lui về sau. Tiến sĩ nô cũng nấp đi. Em có bị thương không tám tuốt? Dạ, em lão tiến sao? Sĩ kia đâu rồi? Cả cừu mây nữa. Tranh thủ lúc khô lô và bụi đang câu giờ, ta phải nhanh hoàn tất chương trình kiểm soát con tàu thôi. Giờ đây hoàn tất rồi, quyền kiểm soát con tàu bây giờ thuộc về ta. Cái gì? Được lắm, cuối cùng cũng xong. Cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống, cập nhật hệ thống. Hả? Ngươi là gì vậy? Ôi à, máy tính của ta, con cừu kia, sao ngươi dám? Cừu mấy? Nâng cấp hoàn tất, nâng cấp hoàn tất. Cuối cùng thời khắc này cũng tới, toàn bộ con người vui. Từ bây giờ, quyền kiểm soát đoàn tàu cứu sinh thuộc về trí tuệ nhân tạo. Nhưng danh máy móc, ta sẽ giáng đòn trừng phạt xuống các người. Đáo
chỉ có thể là túi quân thần kỳ. Cho vào lò vi sóng, được sữa ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực cool. Hạ nhiệt mùa hè, kem cool cực chất.